Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Duy, máy móc Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy nén khí của hãng Decton, công suất 8HP 140L. Một trong những dòng máy nén khí mà mình bán rất là ok và rất là có sự tin tưởng của nhiều anh em trong ngành máy móc cũng như là mua về cho nhà xưởng nha anh em ha. Đó, anh em, nhất là anh em, các anh em mà chuyên về sửa chữa xe máy rồi đó, ô tô thường hay có những gara, các gara thường hay đầu tư những con máy nén khí của anh mình về để phục vụ cho nhà xưởng. Đó, gara của mình rất là hợp lý. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là dòng sản phẩm của hãng Decton. Đấy, 8HP 140L cực kỳ là hợp lý trong ở phân khúc máy nén khí này luôn. Đây là dòng máy nén khí 4 motor, 8 đầu bơm cho anh em. Đầu cao lên hơi nhanh cho anh em nha. Đầu cao tua chậm lên hơi nhanh. Máy 100% lõi đồng. Đây. Và điều đặc biệt mà mình mong muốn đưa tới cho anh em đó chính là con máy này rất là êm. Chạy hoạt động rất là êm nha, cực kỳ êm luôn chứ không phải là ấy nữa. Không có ồn và thay thế những công nghệ cũ cho anh em rất là nhiều rồi. Máy chiều dài của máy là có lên tới 1m25. Đó, độ chứa của mình là 140L. Giờ mình sẽ cho anh em trải nghiệm xem con máy này nó hoạt động như thế nào, khả năng và làm việc của máy có phù hợp với nhà xưởng của mình hay không nha. Rồi, về một vấn đề nữa mình muốn nói tới và muốn giới thiệu tới cho anh em đó chính là máy nén khí 140L 8HP của Decton rồi nè, là khởi động mềm, 4 đầu bơm khởi động mềm với nhau, không có xung đột về điện, tránh đi cái điều trường hợp là mình sử dụng máy nó hoạt động nhanh quá, cùng lúc nó khởi động 4 cái đầu bơm như vậy nó xung đột về điện đó, tránh gây thiệt hại điện cho nhà xưởng công ty của mình nha. Đó, giờ mình sẽ cho anh em xem máy khởi động như thế nào. Máy hoạt động cực kỳ êm nha anh em. Và thời gian lên khí từ 0 cho tới 140L là 1 phút 40 giây. Thời gian lên như vậy là rất là hợp lý cho anh em luôn nha. Giờ mình đang gọi là lần đầu tiên khởi động máy để cho anh em trải nghiệm có đúng như những gì mình nói hay không, có đúng như thời gian lên khí nó nhanh như vậy hay không, cho anh em xem coi phù hợp với nhà xưởng và công việc của mình hay không nha. Bên mình thì giới thiệu những dòng sản phẩm không quá cầu kỳ, không quá phô trương dòng sản phẩm, nhưng những gì mà mình nói ra ở đây đó 100% là có thật. Bốn đầu bơm được kết nối với nhau với máy nè anh em, với bốn chân lò xo bằng cao su. Đó, máy hoạt động riêng biệt, không có phải lo gì về vấn đề giống như là rung lắc hay gì đó. Rất là êm luôn, máy không bị xê dịch, không bị rung lắc trong quá trình hoạt động nha anh em. Nhiều anh em mua máy mong muốn cái con máy của mình xài sao nó bền, thì Decton đã làm cái đầu máy của mình nó cao lên, có nghĩa là nếu những con máy đầu ngắn á, nó hoạt động 2 vòng thì con này chỉ hoạt động có 1 vòng thôi. Thì anh em biết là nếu mà tuổi thọ so với những con máy nhỏ đầu nhanh thì con này nó hoạt động tuổi thọ cao hơn, tuổi thọ lâu hơn cho anh em rồi đó, bền á. Máy thì có 4 bánh xe để cho mình là dễ dàng di chuyển máy trong điều kiện nhà xưởng hay là ở những nơi mà mình đang làm việc muốn kéo tới đi, đúng chính xác luôn anh em ha. Anh em hồi nãy nếu mà có ai mà bấm giờ thì chắc chắn sẽ biết thời gian đăng ký của nó cực kỳ nhanh luôn đó. Ơi, con máy đăng ký 8HP này á được có một cái như thế này nữa nè, màu vàng đặc trưng của Decton. Đó, anh em đã thấy cái màu, tất cả những sản phẩm của Decton đều màu vàng rồi đó. Vỏ được thiết kế là rất là chắc chắn nha, rất là dày, và đặc biệt đường hàng của máy nè mang lại cái sự an tâm cho anh em luôn, đó chính là hàng bằng máy nha anh em. Hàng này là hàng lõi thuốc. Lý do tại sao mình thường hay nhấn mạnh cái điểm này đó chính là vì bên mình chuyên về ngành hàng, và khi một mối hàng nào của bất cứ một sản phẩm nào mà đưa tới, bên mình sẽ biết được cái đường hàng đó, cái vỏ của sản phẩm đó nó có chắc chắn hay không. Đó, mang lại cái sự an tâm cho người tiêu dùng rất là lớn nha. Thì cái dòng máy nén khí này á sử dụng 4 tụ bù điện, trong trường hợp mà ở khu vực công ty của mình, nhà xưởng mình điện yếu
thì máy vẫn hoạt động bình thường nha, mang lại cái sự ổn định cao nhất. 4 tụ bù là coi như là đã mất hết mớ tiền cho anh em rồi, nhưng mà mang lại cái sự an tâm cho khách hàng đó. Đó, anh em không có phải sợ vì con mua con máy về nó điện vô mình yếu quá rồi gây ra cháy máy, không có nha. Cái này là không có, là mang sự an tâm cho anh em. Ở 4 đờ le riêng biệt với nhau luôn, mỗi con máy một cái đờ le. Thì ở đây mình sẽ nhấn mạnh thêm cho anh em một điều nữa, đó chính là cái dòng dàn máy này á. Để mình xả hết khí ra anh em xem nha. Cái đầu máy này á hoạt động độc lập nhau. Nếu anh em mà có nhu cầu quan tâm mà muốn sử dụng một cái đầu này thôi thì chỉ cần khởi động ở đây này một cái thôi thì ba cái kia nó nghỉ ngơi luôn. Còn nếu mà anh em muốn coi con đầu số 4 này mà nó chạy đi thì bấm vào số 4 thì cùng lúc nó sẽ hoạt động được hai đầu đó, còn hai đầu kia nó nghỉ. Đó là cái điểm mà gọi là rất là nổi trội của dòng máy nén khí đét tông này nha anh em. Đó, đét tông thì nhiều anh em cũng đã tin tưởng và sử dụng rồi, cái sự bền bỉ và tốt của nó rồi, giá thành thì hợp lý, thì ngoài ra nó còn đem đến những công nghệ tốt nhất cho cái người tiêu dùng. Nó như con máy nén khí này đơn giản như những đơn giản là những cái con máy công nghiệp lớn như thế này mà đét tông còn làm tốt thì những con máy nhỏ thì anh em mình không phải lo. Ok nè anh em ha. Đó, hoạt động 4 đầu, mình muốn hai đầu thì mình mở hai đầu. Còn nếu mà trong quá trình mà mình sử dụng mà mình muốn thay thế hay sửa chữa những cái đầu này đó, chỉ cần tắt ra đó, mở ra vệ sinh hay là thay thế linh kiện gì đó rất là ok luôn, không phải lo ha. Đó, sử dụng là CB, mở bằng CB đó, mở thêm khởi động mềm nữa thì thôi chứ con máy nào chịu lại cho, rất là tốt. Rồi, có một điểm nói về con máy này nữa. Ngoài ra những cái vỏ bình motor bằng đồng, đầu cao chạy chậm, tua chậm rồi thì máy nó còn có một cái cơ bản nữa, đó chính là xả nước nè anh em. Trong quá trình sử dụng mình, nếu mà có nhu cầu mình vài tuần mình muốn xả nước á thì chỉ cần mở vậy là xong, xả nước ra, nước sẽ ra hết theo cái đường dẫn này nha. Đấy, máy thì có 4 bánh xe hoạt động cho mình. 4 bánh xe này thì giúp cho mình di chuyển máy rất là ok rồi. Đó, ngon lành gành đầu. Máy của hãng đét tông thì thật sự là mang sự an tâm rồi. Rồi ok, hiện tại dòng máy đét tông 140 lít này á, bên mình đang cung ứng đầy trường trên 12 triệu cho anh em. Đó, một sản phẩm máy nén khí chất lượng như thế này, 100% 4 đầu bơm đều là bằng đồng. Thứ hai, đi vỏ bình chắc chắn, thời gian nén khí nhanh. Nếu mà muốn thao tác các đầu khác nhau thì mình chỉ cần thao tác nó trên cái hộp điều khiển thôi. Đó, một con máy chất lượng, công nghệ cao. Thứ hai, như thế này mà chỉ trên 12 triệu mình thấy rất là hiếm nơi có. Đó, hiếm cái hãng nào có thể làm được cái điều đó cho anh em. Thì nếu mà anh em mà có nhu cầu quan tâm cũng như là muốn đầu tư một con máy nén khí như thế này, liên hệ trực tiếp với Máy Móc Việt Nam qua số điện thoại 0935 154 428. Ở gặp các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho anh em cặn kẽ hơn. Còn nếu muốn trải nghiệm thì sao ạ? Đến ngay với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để trải nghiệm trực tiếp các dòng máy nén khí cũng như là các dòng máy khác, phòng máy công nghệ khác, máy xây dựng khác cho anh em ha. Rồi, anh em xem á, mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ bên mình qua những cái video như thế này nha, để cho mình có động lực gặp anh em thường xuyên cũng như là có động lực đưa tới cho anh em những cái video chất lượng hơn, tốt hơn để kết nối với nhau. Rồi, cảm ơn anh em đã tin tưởng và sử dụng các dòng máy bên mình cũng như là các thương hiệu đến từ đét tông. Ngoài ra, ngoài con máy nén khí 140 lít này, Máy Móc Việt Nam còn có các dòng máy nén khí 9HB 160 lít đó, cũng khởi động mềm, cũng đầu motor rời như thế này. Còn không nữa thì nếu anh em mà cần những cái dòng máy 100 lít hay 60 lít, 50 lít, 40 lít, 30 lít bên mình đều có nha. Đó, ngoài ra thì bên mình còn cung ứng các dòng máy, máy cắt sắt, máy hàn, dụng cụ cầm tay, dụng cụ dùng pin, máy rửa xe nữa. Anh em có nhu cầu quan tâm thì cứ việc liên hệ trực tiếp cho bên mình nha. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những video mới hơn, giới thiệu những dòng sản phẩm tốt hơn cho anh em nha. Cảm ơn anh em ạ. Chào anh em.